tiên cho tôi xin được chào tất cả mọi người. Và tôi nhớ không nhầm thì tháng 10 năm ngoái, tức là 10 tháng rồi, tôi lại quay trở lại đây. Một cái phong cảnh rất là êm đẹp và thanh bình. Và lại nhìn được cái sân thi đấu này. Cái trận đấu ngày mai chúng tôi biết là chúng tôi đã không còn cơ hội nào nữa. Nhưng mà không phải thế là chúng tôi buông xuôi. Chúng tôi cũng đã họp và rút kinh nghiệm và hứa với nhau sẽ làm hết sức mình trong trận đấu ngày mai. Và trận đấu ngày mai đối với chúng tôi cũng là một đối thủ rất là mạnh, đã đứng thứ nhì của ăn cắp lần trước. Và tôi biết đội Hà Lan thì cũng đang tranh chấp cái tỷ số với các cái đội kia ở trong bảng để tiếp tục vào trong. Thế nên là đối với đội Việt Nam chúng tôi ngày mai là chúng tôi rất là khó khăn và phải quyết tâm rất là cao trong trận đấu ngày mai. Có lẽ là tùy từng diễn biến trên sân để chúng tôi sắp xếp cái nhân sự trong trận đấu ngày mai. Với tinh thần đấy là tất cả mọi người ai sẵn sàng và khỏe mạnh thì chúng tôi xếp đầu tiên. Và ở đây thì cũng nói để anh hiểu một chút đấy, thì là có một số vận động viên thì một là tuổi cũng hơi lớn đấy, nếu mà đá ở những cái trận đấu như thế này, trình độ lớn, trình độ cao như thế này mà nếu mà không đủ sức đá thì rất là khó khăn với vận động viên đó. Thì đấy là chúng tôi cũng đã phải tính toán rất là kỹ càng và sắp xếp. Tất nhiên ngày mai chúng tôi sẽ có một số vị trí chúng tôi đổi. Nếu mà chúng tôi mà đá cái đội hình mà năm ăn năm thua, tức là thiên về tấn công ấy, thì chúng tôi rất là khó khăn. Thí dụ như cái trận đấu vừa qua đấy, chúng tôi cũng hơi bị bốc lên một chút, vận động viên hơi bốc lên, như là đội New Zealand, nước chủ nhà đây, cũng quên mất cái điều phòng ngự của mình đấy, mà mải tấn công trên là bị đối phương người ta sơ hở phía sau lưng để đối phương người ta tận dụng và tập khoét. Tôi đã nói trước rồi, đội Hà Lan đấy, người ta sẽ quyết tâm đã ghi được nhiều bàn thắng vào đội lưới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng tôi. Và phải nói là khu vực Đông Nam Á của chúng ta thì là vùng trũng đấy, vùng trũng bóng đá, cả bóng đá nam, bóng đá nữ. Chúng ta phải nhận định và nói thẳng như vậy. Tại vì cái gì chúng ta kém thì chúng ta nói là kém. So với châu Á thôi thì chúng ta vẫn còn thua một bậc. Và với thế giới thì chúng ta lại rất là nhiều bậc nữa. Cho nên là đây là một cái tôi nghĩ là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng ta góp mặt ở sân chơi lớn của thế giới này. Đấy là một cái thành công rồi. Đấy. Còn thi đấu vừa qua, hai trận vừa qua thì cả đội rất là nỗ lực, rất là quyết tâm và nỗ lực rất là lớn. Đấy. Thế còn trận đấu ngày mai ấy, thì rõ ràng là đội tuyển Hà Lan người ta cũng mong muốn có nhiều bàn thắng để người ta tiếp tục so sánh với những đội Mỹ và đội Bồ Đào Nha trong bảng, để người ta muốn tiếp tục đi tiếp. Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam chúng tôi đã hy sinh rất là nhiều đấy, rất là gian nan vất vả đấy, và có nhiều cái mong muốn từ nhiều năm nay rồi, cùng với ý đồ của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đấy, và chúng tôi cũng cùng với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sắp xếp tất cả những cái ý đồ. Khi mà FIFA đưa ra danh sách 32 đội tham dự thi đấu World Cup đấy, thì cũng rất là quyết tâm đấy, cùng với đội và cùng với liên đoàn chúng tôi đã bàn ra một cái định hướng rất là cụ thể thì chúng ta mới có được cái World Cup như thế này. Phải đến bây giờ ấy, thì tôi nghĩ là thế này, ai cũng như vậy thôi, cũng phải kết thúc chứ không thể làm được mãi mãi. Đấy, bất cứ việc gì cũng như vậy, tôi cũng phải kết thúc hoặc là một người khác làm một việc khác cũng đến phải lúc kết thúc. Thế và tôi chỉ mong rằng cái người mà làm tiếp tục đội tuyển nữ đấy, là nâng cao trình độ hơn nữa
Đấy, và cùng với tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng ta tiến bộ hơn nữa để chúng ta lại đi tiếp những cái kỳ World Cup sau. Tôi chỉ mong như vậy thôi. Thế còn một trận đấu ngày mai tôi cũng đã động viên toàn đội rồi. Sẽ thi đấu hết sức mình, không phải cho riêng tôi, và đây là cho người hâm mộ bóng đá trong cả nước. Đấy. Và cho những cái Việt Kiều của chúng ta ở tại New Zealand này, đã từ rất xa, từ thủ đô cơ, Washington, rồi là từ Auckland đến đây để mà xem cổ vũ cho đội tuyển nữ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng là thi đấu hết sức mình, dù có thắng, dù có thua, hoặc dù có đi nào chăng nữa, chúng tôi vẫn giữ được cái tinh thần và khí thế của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.